Ngày 29 tháng 6 năm 1998, nhà chiếu hình vũ trụ được chính thức thành lập theo quyết định 2345 của chủ tịch ủy ban tỉnh Nghệ An. Nhà chiếu hình vũ trụ được xây dựng phía sau nhà văn hóa lao động tỉnh, trên mảnh đất thuộc phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào tháng 6 năm 1998. Hiện tại, nhà chiếu hình vũ trụ nằm trong khuôn viên đất của công viên trung tâm thuộc công ty Trung Long quản lý. Sau nửa năm thi công, nhà chiếu hình vũ trụ này được đưa vào hoạt động sử dụng vào cuối năm 1998. Theo như bản hiệp định giữa hai chính phủ Việt Nam và Nhật Bản thì nhà chiếu hình vũ trụ nằm trong diện viện trợ văn hóa CGA của chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam. Về tầm vóc, đây là công trình khoa học mang tầm chiến lược quốc gia. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 7,4 tỷ đồng, trong đó phần máy móc do phía Nhật Bản tài trợ trị giá 5 tỷ đồng. 2,4 tỷ đồng còn lại là ngân sách vì Ban tỉnh Nghệ An cấp để xây dựng phần cơ sở vật chất. Công trình nhà chiếu hình vũ trụ được đưa vào sử dụng với kiến trúc độc đáo có dáng một chiếc máy bay tàng hình. Bên trong được trang bị máy móc hiện đại và nhiều trang thiết bị tân tiến. Thời điểm đưa vào hoạt động, nhà chiếu hình vũ trụ trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh quản lý. Đơn vị này có bộ máy biên chế với 4 cán bộ công nhân viên chức hưởng lương sự nghiệp. Công trình đi vào hoạt động đã thu hút hàng chục vạn lượt học sinh, sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước và các vị giáo sư đến tham quan, học tập, nghiên cứu. Vào năm 2004, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã quy hoạch giao cho Công ty Cổ phần Trung Long xây dựng Công viên Trung tâm. Khu đất này bao trùm cả nhà chiếu hình vũ trụ. Người dân, khách tham quan muốn đi vào nhà chiếu hình vũ trụ này đều phải đi qua cổng công viên và phải được sự đồng ý của đơn vị quản lý công viên này. Không chỉ khách, cán bộ nhân viên của nhà chiếu hình vũ trụ muốn đi vào cơ quan mình cũng gặp nhiều bất tiện và khó khăn bởi sự quản lý của công viên trung tâm này. Cũng chính vì một phần lý do này nên thời điểm này, lượng khách học sinh, sinh viên ghé đến nhà chiếu hình vũ trụ thừa thớt rồi mất hẳn. Thời điểm hoạt động, nhà chiếu hình vũ trụ đã thực hiện nhiều chức năng quan trọng như phục vụ cho các đối tượng có nhu cầu tham quan, học tập. Nhờ trực tiếp đến nhà chiếu hình này, học sinh, sinh viên và mọi người có cơ hội hiểu rõ hơn về thiên văn vũ trụ với thiên cầu nhật động, các chòm sao, hệ tọa độ thiên cầu quan hệ giờ sao và mặt trời. Cấu tạo hệ mặt trời, cấu trúc và các biểu hiện về mặt trời sự hình thành và phát triển các sao sự hình thành các thiên hà, nhật thực, nguyệt thực, hình thành của sự sống trên trái đất. Đó là những kiến thức cơ bản đầu tiên về thiên văn học. Hiện tại, nhà chiếu hình vũ trụ này đã xuống cấp và hư hỏng trầm trọng. Do không hoạt động thường xuyên, thiếu kinh phí bảo dưỡng máy móc nên hệ thống ống kính của một số máy chiếu đang có dấu hiệu hư hỏng. Các hệ thống điện bên trong đã bị tháo, vất vương vãi khắp nơi. Các ống kính ở máy móc bị bụi phủ kín. Hệ thống ghế ngồi cũng đã bị hoen dỉ, hư hỏng xung quanh các rèm tre, cửa đã bị hư hỏng. Nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối khi một nhà chiếu hình vũ trụ được xây dựng công phu, được đầu tư bài bản và nhiều tiền nhưng lại không thể tiếp tục sử dụng để phục vụ người dân.